Wow, nhìn đã quá quý cô chú anh chị và các bạn ơi. Hàng đã qua sử dụng rồi nhưng còn mới tinh à. Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm đang có hai loại giò dĩa, một giò dĩa có đầy đủ nguyên bộ như vậy. Còn hai cái giò dĩa nữa nhưng chưa có dĩa. Toàn bộ là đô lắc 9.200 à. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn xem, nghiên cứu xem. Một giò dĩa này nó có đầy đủ, nhưng giá tiền rất là cao. Còn hai cái kia, một chút nữa em quay, chưa có dĩa, nhưng bán giá rất rẻ à. Bộ giò dĩa 9.200 này, giá bán là 26 triệu 400 ngàn. Giá này hiện đang bán tại Nhật ạ. Đây là hàng đã qua sử dụng rồi, nhưng còn rất là mới. Có đầy đủ dây ạ. Bên trong giò dĩa còn rất là mới luôn. Giò đẹp lắm. Giò dĩa 9.200 này, giá mới của nó là khoảng 40 triệu ạ. Hàng tuy đã qua sử dụng rồi nhưng còn rất là mới luôn. Công nhận đẹp thiệt, bóng lộng lẫy quá. Cái này thì quá ok rồi. Để em quay hai cái giò này chưa có dĩa. Quý cô chú anh chị nghiên cứu xem, coi mình có thể mua hai cái dĩa gắn vào đây, nó giá thành rẻ hơn không? Giá đang bán tại Nhật là 6 triệu 600 ngàn ạ. Giò 165 mm. Còn hai cái dĩa em không biết giá tiền là khoảng bao nhiêu, nhưng có thể chắc cũng rẻ chứ không đắt. Nếu mình mua gắn hai cái dĩa vào thì giá thành có thể rẻ hơn rất nhiều so với cái giò dĩa 26 triệu 400 lúc nãy. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có dĩa sẵn, mình chỉ cần mua cái này thôi là giá rất rẻ luôn. Thay nó cũng còn đẹp như là mới luôn. Shimano FC-R 9.200. Giá bán là 6 triệu 600 ngàn. Còn cái bên trong này giá cũng bằng nhưng giò dài hơn, 167.5. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn thử nghiên cứu xem mình mua cái nào cho thuận lợi và rẻ hơn. Thì quý cô chú anh chị cứ alo em qua Zalo ạ. Ở đây còn một cái đu lắc màu trắng nữa. Để em lấy ra, em quay thật kỹ cho quý cô chú anh chị xem. Giá hiện đang bán tại Nhật là 4 triệu ạ. Giò 172.5. Đô lắc 7.900.
mấy hàng đô lắc của Nhật nhìn đã thiệt. Thấy giờ cũng còn tốt quá. Dạ, còn bộ này nữa quý cô chú anh chị và các bạn, có nguyên một bộ luôn. Nếu như mình muốn mở tiệm hoặc mình muốn tự ráp xe tại nhà thì phải có bộ này. Bộ này dành riêng để ráp xe Shimano à. Dạ, bộ này em ship về Việt Nam của mình, giá là 7 triệu ạ. Bộ này nghe anh chủ tiệm nói mua mới giá đắt tiền lắm. Thấy còn mới tin à. Còn bộ này giá ship về là 4 triệu ạ. Đầy đủ nguyên bộ. Thấy yên này chắc ngồi im nè, niệm dày lắm. Yên còn mới, chưa sử dụng. Giá ship về yên này 2 triệu 500 mà. Càng carbon lóc cừ cũng mới về tiệm nữa ạ. Càng carbon lóc cừ cũng có chạy. Made in France, cô Pháp à. Giá em ship về càng này là 3 triệu à. Có chén cổ đầy đủ hết rồi. Nhìn màu sọc carbon của Pháp sản xuất đẹp ghê. Trong mấy cây chân trống này, có một cây chân trống dành cho xe đạp đua. Cây chân trống được gắn giống như trong hình này. Chỉ có duy nhất một cây này thôi. Giá cây này là 1 triệu 700 ạ. 1 triệu 700 là bao gồm phí ship về Việt Nam luôn rồi ạ. À. Đây, cây này dành cho xe đạp đua. Còn tốt, còn mới lắm à. Chân trống gắn chính giữa cốp xe, nhìn thấy cũng hay. Còn cây chân trống này thấy mới độc lạ nữa. Chân trống này mình gắn ngay phidan hả? Gắn giống như trong hình này. Giá ship về cũng 1 triệu 700 hả? Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu xin liên hệ em qua Zalo. Còn video đến đây em xin phép.
tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.